Hi cả nhà, Vario bên Lên hôm nay có rất là nhiều màu đẹp luôn. Đặc biệt anh chị em mình mà đam mê cái màu sơn 3D á, thì hiện tại bên Lên sơn lên rất là nhiều màu đẹp. Mình đi từ đây qua đây đi ha, đây trước đi nhỉ. Ở đây Lên có được hai em màu sơn 3D này, màu trắng và em này thì Lên kết hợp cái tem sẽ là màu đen cam ở đây nha. Một cái tem nó cũng khá quen thuộc của cả nhà mình, thấy được là bên dòng Vario bên Lên cũng hay lên cái tem kiểu như vậy nhé. Trong này thì Lên có màu cam rồi này. Vario 125 thì bên Lên sẽ có phiên bản khóa chìa và khóa smart key, anh chị em mình lựa chọn thoải mái lựa chọn luôn. Và đặc biệt với dòng Vario 125 bên Lên sẽ có hỗ trợ là không trả trước nha. Nếu anh chị em mình mà mình đang cần tiền để mình làm những công việc khác, chẳng hạn chi trả cho những cuộc sống hàng ngày của mình, ăn uống các thứ, thì mình chưa có tiền để mình vinh xe, thì Lên sẽ hỗ trợ không trả trước cho mình, và mình tới cửa hàng Lên vinh Vario 125 luôn ha. Tiếp theo thì bên Lên có được rất là nhiều màu đẹp luôn, và những cái màu cũng khá là mới này. Đi từ màu mà quen thuộc cho tới màu mới ha. Màu bạc này thì màu cũng khá là quen rồi nha cả nhà. Đó, ở đây có màu xám tím. Vario 125 thì hiện tại giá bên Liên đang bán là 36.900.000 nha. Tới cửa hàng mua xe mà có alo cho Liên trước này, hoặc là mình báo là có liên hệ trước với Liên thì được giảm ngay trực tiếp vào giá xe là 2 triệu nha. Nhưng màu sơn 3D thì thêm 2 triệu tiền sơn giúp Liên nha. Có được màu xanh kết hợp luôn được cái mặt nạ màu đen nè. Ở đây Liên có được màu xanh đậu biếc cả nhà. Màu này thấy rất là đẹp luôn nha. Liên cảm nhận màu này so với những cái màu bên Liên sơn lên rất là cực kỳ đẹp luôn. Một cái màu mới cả nhà ơi. Đây, một cái màu mà lần đầu tiên bên Liên sơn lên nha, là màu tím kết hợp với màu trắng này. Không biết là trong video mình nhìn nó ra màu kiểu gì, nhưng mà bên ngoài nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đặc biệt là đến đây mình nhìn thấy xe cực kỳ là bắt mắt luôn á. Rất đẹp luôn. Ở đây Liên có được là màu xám xi măng này cả nhà. Ở trong này Liên lên được màu bạc này, màu đỏ này. Tất cả những màu này là màu sơn 3D hết nha cả nhà. Bên Liên không có trưng màu gì nữa trên showroom cửa hàng nhé. Đó. Thêm được màu xanh kiểu như xanh trời này, màu trắng kết hợp màu đỏ này, màu trắng này. Ở trên này Liên có đây cả nhà, mình nhìn trên này nó kỹ hơn này. Một cái màu rất là đẹp luôn, màu tím trắng này. Rồi, đây Liên có được cái màu xanh tím titan này. Đó, xám tím iPhone. Rất là nhiều màu đẹp và độc lạ luôn. Cả nhà nếu mình có tầm cỡ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì đó thì mình lên trả trước xe thì cũng ok. Còn nếu không có trước thì cũng không sao ha. Cửa hàng Liên thì ở đường Nguyễn Văn Thành hay là DT741 khu phố Phúc Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương á. Anh chị em mình muốn sở hữu xe, muốn rinh xe thì tới cửa hàng Liên để rinh xe những màu sắc đẹp nhé. Ngoài những màu này ra thì bên Liên có sơn xe theo nhu cầu á. Anh chị em mình thích những cái màu nào đẹp thì cứ gửi mẫu lên sơn theo nhu cầu của mình. Và đặc biệt nữa là bên Liên sẽ có thâu xe cũ và đổi xe mới, nên chị em mình có xe cũ thì mang lên thâu lại giá cao cho mình nhé. Ngoài xe này ra thì bên Liên còn có rất nhiều dòng xe không trả trước nữa, nên là chị em mình quan tâm những dòng xe không trả trước thì liên hệ trực tiếp với Liên để Liên tư vấn kỹ cho mình hơn nhé. Cảm ơn anh chị.